Hải Long Land đồng hành cùng chương trình. Lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục thấp trong năm 2021. Siêu dự án 2 tỷ đô la Mỹ và tham vọng hình thành khu casino lớn nhất khu vực. Cận cảnh cao ốc nhấn chìm con đường BT Hà Nội. Kiên Giang thông qua đồ án quy hoạch khu phi thuế quan 6.800 tỷ của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hiệu quả an toàn trong năm 2021. Xin kính chào quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin nhịp cầu địa ốc cuối tuần ngày hôm nay. Và sau đây là thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, báo cáo phân tích ngành bất động sản của công ty chứng khoán VN Direct đánh giá, thị trường phục hồi diện rộng sẽ giúp thúc đẩy ngành bất động sản trong năm 2021. Và đáng chú ý là công ty này cũng cho rằng, trong thời gian tới, lãi suất vay mua nhà khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp nhằm kích cầu bất động sản. Chuyên gia phân tích tại VN Direct dự báo Việt Nam có thể thu hút nhiều dòng vốn đầu tư và kỳ vọng vốn giải ngân của các dự án FDI sẽ tăng 7% trong năm 2021. Việc thúc đẩy quá trình di rời các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam sau cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau đại dịch sẽ hỗ trợ và tăng cường dòng vốn vào Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khu công nghiệp. Đầu tư công cũng đang được đẩy mạnh, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường bất động sản và trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng chính từ năm nay trở đi. Hoạt động này còn tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2021 khi chính phủ có kế hoạch thực hiện 3 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam vào tháng 9 năm 2020. Một yếu tố quan trọng nữa liên quan đến sự phát triển của thị trường bất động sản là lãi suất vay mua nhà. Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần cắt giảm lãi suất điều hành cho năm 2020 nhằm giúp nền kinh tế vực dậy. Việc này đã giúp giảm áp lực chi phí dự phòng cho các ngân hàng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Do đó, các ngân hàng đã đưa ra các gói kích thích như miễn giảm lãi và giảm lãi suất cho vay nhằm đảo ngược nhu cầu vốn thấp của người mua nhà do ảnh hưởng của đại dịch, cùng với việc thiếu nguồn cung nhà ở. Tính đến tháng 11 năm 2020, lãi suất vay mua nhà được điều chỉnh từ các ngân hàng trong nước đã giảm 1,8 điểm phần trăm xuống 9,5 điểm phần trăm, mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, VN Direct kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì các chính sách tiền tệ thích ứng trong năm 2021. Mặc dù không kỳ vọng giảm thêm lãi suất điều hành, nhưng có khả năng cao cũng sẽ không tăng thêm trong năm 2021 nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế bằng cách duy trì các chính sách tiền tệ nới lỏng. Theo đó, thì công ty chứng khoán này cho rằng lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp trong năm 2021 nhằm kích cầu mảng bất động sản. Dự án khu du lịch Laguna Lanco của tập đoàn Bayan Tree làm chủ đầu tư với số vốn là 875 triệu đô la Mỹ vừa xin nâng mức đầu tư lên 2 tỷ đô la Mỹ nhằm mở rộng quy mô tổ chức hoạt động kinh doanh casino tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lanco. Đây là dự án FDI lớn nhất tại tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến thời điểm này. Dự kiến sau khi tăng vốn đầu tư lên 2 tỷ đô la Mỹ và bổ sung hoạt động kinh doanh casino, dự án khu du lịch Laguna Lanco của tập đoàn Bayan Tree sẽ đóng góp ngân sách Thừa Thiên Huế là 245 triệu đô la Mỹ mỗi năm kể từ năm 2021. Đây là dự án casino đầu tiên của tập đoàn này tại Việt Nam với kỳ vọng thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trên toàn thế giới đến với Huế mỗi năm. Dự án đã đưa vào vận hành khách sạn Angsana Lanco với 229 phòng, trong đó có 100 phòng có hồ bơi riêng, sân golf 18 lỗ với số vốn đầu tư 230 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, dự án có quy mô gần 30,2 ha, vốn dự kiến là 790 triệu đô la Mỹ, gồm 2 khách sạn 5 sao với 1.000 phòng, trung tâm thương mại cao cấp, casino, 1.653 biệt thự. Hiện tại đã đầu tư gần 300 triệu đô la Mỹ, gồm khách sạn 5 sao 300 phòng, phòng hội nghị, 50 cửa hàng bán lẻ, 249 căn biệt thự. Cho đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khu Laguna Park với tổng vốn đầu tư đã thực hiện là hơn 40 triệu đô la Mỹ. Giai đoạn 2021 đến năm 2025 với quy mô 12,46 ha, vốn đầu tư là 292,9 triệu đô la Mỹ, gồm 2 khách sạn 5 sao với 900 phòng, 250 biệt thự để bán. Giai đoạn 2026 đến 2030, quy mô là 58,4 ha với vốn 707 triệu đô la Mỹ, gồm 2 khách sạn 5 sao, 1.000 phòng và 315 biệt thự để bán.
Thưa quý vị, ngoài ùn tắc kéo dài thì đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hà Nội còn được đánh giá là tuyến đường có mật độ các tòa nhà cao tầng dày đặc nhất thủ đô, có nghĩa là trung bình khoảng 50 tòa 1 km. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hiện thì vẫn còn rất nhiều tòa nhà cao tầng khác đang tiếp tục được xây dựng. Tại nút giao Lê Văn Lương, Vành Đai 3, Tố Hữu, cảnh tượng thường thấy ở đây là đường thường xuyên ùn tắc kéo dài. Hai bên đường là hàng chục tòa nhà cao 30 đến trên 40 tầng được xây san sát nhau. Trong các tòa nhà này có chuỗi tòa mang tên Vivasen Tower, Bắc Hà Tower, The Light, HUD, Lycosi. Chiều đường Tố Hữu chạy đến nút giao Vành Đai 3, Lê Văn Lương cũng thường xuyên ùn tắc. Vào giờ cao điểm, các dòng xe xếp hàng dài đến vô tận. Nguyên nhân khiến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu đoạn gần nút giao Vành Đai 3 thường ùn tắc kéo dài là lượng phương tiện trên đường đông, cộng với khi đến các tòa cao tầng tại đây, lượng xe đổ ra nhiều dẫn đến xung đột. Ngoài những tòa nhà đã xây, đường Tố Hữu qua nút giao Lê Văn Lương, Trung Văn còn có nhiều tòa nhà cao tầng đang tiếp tục được xây dựng. Hệ thống các tòa nhà cao tầng Roman Plaza là một trong những chuỗi cao ốc có mặt tiền tiếp giáp trực tiếp vỉa hè, không còn hành lang hoặc khoảng không giữa đường và công trình cao tầng. Thậm chí toàn bộ vỉa hè đường Tố Hữu đoạn qua các tòa nhà Ngân Hà, Vạn Phúc còn bị hàng rào khu chung cư này phong tỏa, đẩy người đi bộ phải đi xuống đường lâu nay. Đối diện với các tòa nhà cao tầng Roman Plaza, Ngân Hà, Vạn Phúc, ven đường Tố Hữu chiều Thanh Xuân, Hà Đông qua đây cũng đang có nhiều dự án cao tầng mọc lên, đăng thông tin bán sản xây dựng tràn lan. Với đường Tố Hữu đoạn giao với phố Văn Khê cũng được xem là thủ phủ của nhà cao tầng với mật độ dày đặc của các khu nhà mang tên Anland Complex, Garden Văn Khê, Thành Công Land, The Pride. Ngoài các tòa nhà cao tầng, nằm sau cổng chào khu đô thị Văn Khê đã xây dựng, tại đây dọc hai bên đường đang tiếp tục mọc thêm các tòa nhà cao tầng trên 40 tầng, nằm sát sạt nhau. Tại đoạn gần nút giao Tố Hữu Lê Trọng Tấn là các dãy nhà sát vỉa hè của khu đô thị The Terra An Hưng. Bên trong, nhà đầu tư đang xây tiếp các dãy nhà cao tầng mới và hiện đã xây đến tầng thứ 44. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa công bố dữ liệu thống kê về sự sụt giảm của thị trường địa ốc trong 3 quý đầu năm nay, thể hiện qua số dự án nhà ở đủ điều kiện mở bán trên địa bàn thành phố lao dốc. Đồng thời thì nguồn thu tiền sử dụng đất về cho ngân sách cũng ở mức rất thấp. Cụ thể là trong 9 tháng qua thì Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 163 căn nhà bình dân đủ điều kiện pháp lý huy động vốn chào bán ra thị trường, có nghĩa là giảm 98,5% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 20 dự án, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019. Xét về sản lượng hàng hóa, có 6.722 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn, nguồn cung giảm 65,8% so với cùng kỳ. Trong đó có 5.338 căn hộ và 1.381 căn nhà thấp tầng cùng với 3 căn biệt thự. Xét rổ hàng theo từng phân khúc, có tới 4.876 căn nhà cao cấp, chiếm tỷ lệ 72,5%. Trong khi đó, phân khúc nhà ở trung cấp chỉ có 1.683 căn, chiếm tỷ lệ 25%. Riêng phân khúc nhà ở bình dân chỉ có 163 căn, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng sản phẩm nhà ở trên thị trường. HOREA từng nhiều lần cảnh báo sự sụt giảm nguồn cung nhà ở giá rẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gây ra tình trạng lệch pha cung cầu trên thị trường. Điều này dẫn đến nhà cao cấp được chào bán ngày càng nhiều và nhà bình dân đang dần biến mất. Tuy nhiên, thực trạng này tiếp tục kéo dài trong nhiều năm và chưa có giải pháp khắc phục. Bên cạnh nguồn cung nhà giá rẻ sụt giảm và khan hiếm, nguồn thu ngân sách từ bất động sản cũng giảm tốc. HOREA cho hay, nguồn thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất của các dự án bất động sản trong 8 tháng đầu năm 2020 đang ở mức cực thấp, chỉ đạt 4.453 tỷ đồng, giảm tới 52% so với cùng kỳ năm 2019. Thưa quý vị, dự án ngăn chiều tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, nguy cơ tạm dừng do chưa được ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn, thời gian hoàn thành. Trong khi hợp đồng này thì đã hết hạn từ tháng 6 năm 2020. Hiện dự án này đã hoàn thành hơn 93% khối lượng, chỉ có một số hạng mục nhỏ ở phía huyện Nhà Bè. Trước đó, chủ đầu tư khẳng định là công trình có thể hoàn thành trong tháng 10 để chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 nếu có mặt bằng. Tuy nhiên, mặt bằng không được giao đúng hẹn cho đơn vị thi công.
Theo ông Nguyễn Tâm Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam BT1547, là chủ đầu tư dự án công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng, cho biết, với tình hình hiện nay, công ty khó có thể cầm cự tối đa 2 tháng nữa. Nếu khúc mắc không được giải quyết, dự án bị dừng sẽ đem lại hệ lụy rất lớn. Theo ông Tiến, hợp đồng đầu tiên đến tháng 6 năm 2019 hết hạn, sau đó dự án được gia hạn đến tháng 6 năm 2020. Nay đã hết hạn do trước đó phải ngừng thi công hơn nửa năm. Một khi dự án bị ngừng, muốn thi công trở lại phải mất hơn 5 tháng vì phải thực hiện nhiều thủ tục. Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, tổ đàm phán hợp đồng của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất một số nội dung của phụ lục hợp đồng BT gia hạn thời gian thực hiện dự án từ ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, cơ quan được giao ký phụ lục hợp đồng là Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đồng ý. Đến nay, nhà đầu tư chưa nhận được văn bản chính thức từ Ủy ban dân thành phố với công trình này. Chính vì vậy, ngân hàng không thể giải ngân 1.800 tỷ đồng còn lại khiến dự án bị đình trệ. Được biết, dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Đây là dự án thủy lợi thuộc quy hoạch 1547 được Thủ tướng phê duyệt nhằm chống ngập úng với giải pháp kiểm soát triều cường. Công trình sau khi hoàn thành sẽ giúp thành phố chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với quy mô 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m, địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Hồi tháng 4 năm 2018, dự án phải dừng thi công trong gần một năm vì các lý do. Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn đã không giải ngân do Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện thủ tục tái cấp vốn. Liên danh tư vấn tố cáo chủ đầu tư sử dụng vật liệu chế tạo, lắp đặt cơ khí cửa van thép không đúng tiêu chuẩn từ thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công. Thưa quý vị, cùng với thông tin về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở là sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũng như là tiến độ thi công của tuyến metro số 1 diễn ra tích cực. Việc bến xe miền Đông mới đây được xây dựng và đưa vào hoạt động đã khiến cho thị trường bất động sản ở khu vực quận 9 và vùng giáp danh Bình Dương tăng trưởng nhanh chóng trong 3 năm qua. Cụ thể là chỉ sau 3 năm thì giá đất ở một số nơi xung quanh khu vực bến xe miền Đông mới, quận 9 tăng gấp 4 lần, trong khi giá chung cư thuộc địa phận Bình Dương thì tăng gấp đôi. Bến xe miền Đông mới có tổng diện tích trên 160.370 m2, thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, Bình Dương và đường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi vào hoạt động, dự án này được kỳ vọng góp phần giải tỏa bớt tình trạng kẹt xe ở trung tâm thành phố, nhất là xung quanh khu vực bến xe miền Đông cũ tại quận Bình Thạnh. Bên cạnh giá trị về giao thông, công trình cũng đóng vai trò quan trọng về việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành phố Thủ Đức hiện đại. Chính nhờ những giá trị này, trong hơn 3 năm, bến xe miền Đông mới xây dựng, giá bất động sản quanh khu vực cũng tăng mạnh và hình thành một loạt dự án nhà ở với mức giá mới. Tại phường Long Bình, trên trục đường Hoàng Hữu Nam, giá đất nền năm 2016 khoảng 38-40 triệu đồng một mét vuông, đến cuối năm 2018 là 88-90 triệu đồng một mét vuông, nhưng đến nay đã tăng đến mức hơn 130 triệu đồng một mét vuông. Cách đó không xa, ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, dao động từ 30 triệu đồng một mét vuông đến 80 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể, giá đất nền trên đường Nguyễn Xiển là 30 triệu đồng một mét vuông, đường Nguyễn Văn Tăng hiện hữu ở mức giá 40-55 triệu đồng một mét vuông. Còn đất mặt tiền lớn ở xa lộ Hà Nội lên đến 80 triệu đồng một mét vuông. Theo môi giới bất động sản tại khu vực này, giá đất xung quanh bến xe miền Đông mới đang dao động từ 60-100 triệu đồng một mét vuông. Trong đó, đất trên đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng có giá trị tăng mạnh trong 3 năm qua. Trước khi có các dự án hạ tầng mới và dự án Vinhomes Grand Park, giá đất khu vực này chỉ khoảng 40 triệu đồng một mét vuông. Sau khi các dự án này triển khai, giá một số giai đoạn lên đến 90-100 triệu đồng một mét vuông. Một
Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương xây dựng thành phố thuộc Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như đề xuất của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Theo đó, việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên trên cơ sở nguyên trạng là 261,86 km², diện tích tự nhiên, dân số là 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện. Theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xin chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của thành phố Hải Phòng, là trung tâm hành chính, chính trị thành phố, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị. Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2025, đô thị thành phố phát triển về phía Bắc, huyện Thủy Nguyên để hình thành đô thị mới Bắc Sông Cấm, đô thị mới Bến Rừng, hai đô thị vệ tinh là thị trấn Minh Đức và thị trấn Núi Đèo. Hai xã được nâng cấp đô thị loại 5 là Lưu Kiếm và Quảng Thành. Sau khi thành lập thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện. Số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm, khắc phục việc một số xã không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường. Thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có cả phường và xã. Thưa quý vị, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo kết luận của Hội đồng Thẩm định về việc thông qua nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Theo nội dung thông báo, thì cơ quan này đã thống nhất về vị trí, phạm vi ranh giới, khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc trị giá 6.800 tỷ đồng của ông Jonathan Hạnh Nguyễn trên diện tích là 101 ha. Với đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, ông Hà Văn Thanh Khương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định dự án, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phối hợp với đơn vị tư vấn, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực để lập quy hoạch. Hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu phi thuế quan để trình, thẩm định và phê duyệt theo quy định. Tháng 6 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu phi thuế quan Phú Quốc. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương của ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng là 101 ha tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Tổng chi phí thực hiện dự án khu phi thuế quan dự kiến là 6.830 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu phi thuế quan và khu thương mại dịch vụ nằm ngoài khu phi thuế quan ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Hiện nay khi mà tìm mua nhà ở thì khách hàng đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn. Và để thu hút được khách hàng thì nhiều chủ đầu tư đã không hề ngại thay đổi để sản phẩm phù hợp hơn, đặc biệt là với những vấn đề về chất lượng dịch vụ và không gian sống. Tuy nhiên thực tế cho thấy là có một lượng khách không nhỏ sau khi nhận bàn giao các căn hộ chung cư có sẵn nội thất thì đều muốn đầu tư thêm một khoản để sửa sang theo ý thích và mục đích sử dụng của mỗi gia đình. Vì vậy mà các dự án bàn giao căn hộ có không gian sáng tạo đang được nhiều người ưa chuộng hơn. Vậy như thế nào là một căn hộ có không gian sáng tạo? Thì mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của Invest TV. Đây là một căn hộ có không gian sáng tạo và được hoàn thiện ở mức độ giản lược tối đa. Cửa ra vào, tường, trần được chát thô, hệ thống kỹ thuật đi ngầm trong tường được hoàn thiện và có đầu chờ để lắp đặt thiết bị. Sàn nhà được cán cốt nền để sau này chủ nhà lát gỗ hoặc lát gạch theo ý thích. Với sản phẩm này, các hộ gia đình có thể tự chọn nội thất theo thẩm mỹ và phong cách riêng của mình sau khi nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư, đem đến sự hài lòng, trọn vẹn, thoải mái tối đa cho chủ nhà. Chính vì vậy mà gia chủ của căn nhà này cũng đã chọn cho mình một căn hộ có không gian sáng tạo thay vì chọn mua những căn hộ bàn giao hoàn thiện nội thất. Cái ý tưởng về cái căn hộ này gọi là căn hộ trong mơ thì mình cũng đã suy nghĩ nó rất là nhiều. Ngay từ khi mình mua căn hộ thì mình cũng đã hình dung trong đầu khoảng được 70-80% những cái gì mình mong muốn rồi. Style tổng thể chung này nó là industrial. Đối với bọn chị, vợ chồng chị thì là cái việc nhận một cái căn hộ thô như này thì lại rất là phù hợp. Chị rất là thích. Thấy mình được thoải mái, mình sắp xếp theo ý của mình. Ví dụ như cái trần này này, cái trần để nguyên trần của chủ đầu tư này này. Nếu mà mình nhận một cái căn đã hoàn thiện rồi thì mình rất là khó, không thể làm được. Thiết kế nội thất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo linh hồn cho các công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc là phần xác và phong cách nội thất là phần hồn. Ngoài việc phân khu chức năng các phòng, bố trí các phương tiện sinh hoạt bên trong công trình, thiết kế nội thất còn dựa trên yếu tố khoa học kỹ thuật, mỹ thuật học để phối hợp bố trí và trang trí nội thất để tạo nên một môi trường sống thuận tiện, thoải mái, cao hơn là mang lại niềm tự hào và toát lên được tính cách của chính gia chủ. Giống như chủ căn hộ này là một nghệ nhân điêu khắc, chú Hoài luôn mong muốn được trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình trong nhà, nên chú đã chọn mua một căn hộ có không gian sáng tạo. Thật ra ý tưởng thì nó phụ thuộc vào cái công năng sử dụng của mình thôi. Nên mình sử dụng giữa cái sinh hoạt gia đình và trong một cái không gian công việc, cũng như là cái không gian để mà trưng bày các cái tác phẩm của mình. Bàn giao căn hộ có không gian sáng tạo là một nước đi độc đáo mà chỉ những đơn vị bất động sản hàng đầu mới dám thực hiện. Phương thức này đã mở ra một xu hướng mới cho phân khúc căn hộ chung cư trong tương lai, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn, thiết kế và kiến tạo không gian sống của riêng mình. Theo nhiều kiến trúc sư, xu hướng chọn những dự án có căn hộ thô để tự tay thiết kế từ A đến Z của nhóm khách hàng cá tính hiện đại đang rộ lên ở cả hai thị trường bất động sản lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một phong cách nội thất sẽ thổi vào công trình kiến trúc mà nó hiện diện một thần thái, nét thẩm mỹ khác nhau, mang lại vẻ đặc trưng riêng và toát lên được tính cách của gia chủ. Nếu như căn hộ nhà vợ chồng chị Diệu Khánh mang phong cách hời góc cạnh và cong sườn với gam màu chủ đạo là màu đen của sắt và nâu của gỗ, thì căn hộ của chị Hải Yến lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Căn hộ này thì chị lấy phong cách là hiện đại và sang trọng một chút và ấm áp một chút. Tổng cái chi phí làm căn hộ này thì khoảng hết 600 triệu. Một yếu tố cần được nhắc đến là mức giá. Thông thường, mức giá của căn hộ bàn giao thô sẽ rẻ hơn từ 3 đến 5 triệu một mét. Thế nhưng, số tiền ban đầu bạn cần bỏ ra để được sở hữu một căn hộ không quá lớn. Mặt khác, bạn có thể ước lượng được nguồn tài chính của gia đình để lựa chọn phương án hoàn thiện căn hộ. Thậm chí, bạn không nhất thiết phải hoàn thiện căn hộ từ A đến Z mà có thể hoàn thiện từng góc nhỏ trong khả năng tài chính của gia đình. Hơn 400 triệu thôi mà, gần 500 triệu cả các loại đồ điện, các thứ ấy. Chị vẫn thích là chọn cái căn không gian sáng tạo hơn ấy, tại vì nó thể hiện được cái cá tính của từng người ấy. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, khi nhận bàn giao căn hộ thô cũng có một số hạn chế mà gia chủ có thể dự tính được. Tuy vậy, thật ý nghĩa khi tổ ấm đó do chính gia đình bạn lựa chọn và tạo ra. Theo dự báo của các chuyên gia, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, làn sóng đầu tư, mua sắm dịp cuối năm có thể sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản cả nước.
Nhiều chủ đầu tư đã dục dịch bung hàng kèm theo chính sách ưu đãi đặc biệt để kích cầu. Vậy thì nên đầu tư như thế nào ở giai đoạn cuối năm này? Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong năm 2020, với những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển khẩu vị sang vàng, chứng khoán hay đô la Mỹ, đặc biệt là vàng khi kênh này liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian ngắn. Thực trạng này cho thấy kênh đầu tư bất động sản đang chia lửa với kênh đầu tư vàng. Thế nhưng, theo các chuyên gia, giá vàng luôn lên xuống một cách bất ngờ, do đó bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Đầu tư vào vàng và đô la thì là thanh khoản rất nhanh. Mặc dù có thể nói là không thể biết trước được cái giá nó lao xuống hoặc là vượt lên rất là cao. Nhưng mà ngược lại thì bất động sản là một cái kênh đầu tư tôi cho vẫn là an toàn nhất và hiệu quả nhất. Đặc biệt ở Việt Nam, chúng ta chưa thấy bao giờ những cái chu kỳ bất động sản lên xuống mà nó xuống. Bao giờ nó cũng tăng rất là cao. Thậm chí có những cái phân khúc nó tăng tới 20%. Đấy, những chu kỳ đấy. Đấy, thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy là nếu mà ở một góc độ nhà đầu tư thì tôi nghĩ rằng là đầu tư bất động sản vẫn là chắc chắn nhất và vẫn là an toàn nhất. Trên thị trường bất động sản, căn hộ chung cư là loại hình có mức độ quan tâm cao nhất. Hiện các chủ đầu tư đều đẩy mạnh chính sách khuyến mãi, kích cầu người mua nhiều hơn so với hai quý đầu năm. Nếu trước đó chính sách khuyến mãi chỉ xoay quanh việc thay đổi mức đóng, gia hạn thời gian thanh toán, tặng voucher, thì trong quý 3, các chủ đầu tư còn giảm tỷ lệ thanh toán, tăng tỷ lệ chiết khấu, cam kết mua lại. Điều đó khiến các nhà đầu tư càng bị thu hút bởi loại hình này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên tắc cần nhớ đó là không bỏ trứng vào một rổ. Tôi cũng khuyên nhà đầu tư là chúng ta luôn luôn phải nhớ đa dạng hóa, tức là không bỏ trứng vào một rổ. Và nên đầu tư vào mỗi lĩnh vực mà mình quan tâm một chút một ít. Và chỉ đầu tư khi mình hiểu biết. Chứ chúng ta không nên làm theo phong trào, làm theo tâm lý bầy đàn. Bởi vì như thế nó rất là nguy hiểm. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta đầu tư trong cái khả năng, năng lực tài chính của mình. Mà không nên dùng cái hệ số đòn bẩy tài chính nó quá lớn. Tức là đi vay nợ để đầu tư quá nhiều. Các chuyên gia cũng cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Rõ ràng khó khăn do ảnh hưởng của dịch là có thật, nhưng cơ hội đầu tư vào bất động sản vẫn đang hiện hữu rõ nét trên thị trường địa ốc. Đầu tư vào thị trường bất động sản thì nó là một cái đầu tư dài hạn. Và nó vẫn còn tính hấp dẫn của nó. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì cái gọi là giảm giá, mất giá bất động sản về cơ bản là nó xảy ra đối với những phân khúc mà ai đó là đầu cơ hoặc là đánh quả hoặc là thiếu thông tin hoặc là bị lừa gạt, chứ còn bằng không chúng ta đầu tư gọi là đường đường chính chính và dài hạn thì hàng năm vẫn có những cái mức lãi suất nhất định hay là cái mức gọi là sinh lời nhất định. Và thông thường bất động sản ta nên nhớ rằng là nó có hai cái nguồn thu. Nguồn thu nhập thứ nhất chính là do tăng giá thời điểm bán so với thời điểm mua. Cái nguồn thu thứ hai chính là có liên quan đến cái gọi là khai thác kinh doanh bất động sản đó. Nếu như ta biết cách là, ví dụ cho thuê chẳng hạn, người ta vẫn kiếm được khoảng từ 5-7%, thậm chí là 8% cái lợi tức cho thuê. Trong 2 năm trở lại đây, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gần như không có dự án mới được phê duyệt do khan hiếm nguồn hàng trong bối cảnh lượng cầu rất cao, dẫn đến giá căn hộ tăng vọt và tỷ lệ hấp thụ luôn ở mức cao. Lượng giao dịch, tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa trong quý 4 dự báo sẽ tăng so với quý 3, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ thu lời trong bối cảnh này. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, tỷ lệ dân số đô thị hiện khoảng 40% và sẽ tăng lên khoảng 45% vào năm 2030, đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu mét vuông nhà ở đô thị. Nhu cầu mới về nhà ở sẽ tiếp tục tập trung ở một vài thành phố lớn, các khu công nghiệp. Ngoài ra, để hoàn thiện hơn chính sách thuế và phí bất động sản nhằm điều tiết thị trường hiệu quả hơn, cần xem xét các mức thuế được điều chỉnh theo vùng miền, đồng thời điều chỉnh mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho phù hợp với thông lệ quốc tế từ 0,2 đến 1%, và đồng bộ hóa chính sách thuế phí bất động sản gắn với thuế phí đất đai, luôn tính đến yếu tố địa phương, vị trí, thị trường và cần cập nhật thường xuyên hơn. Đặc biệt tại Việt Nam vẫn chưa đánh thuế bất động sản nhà ở thứ hai, thứ ba. Chính vì vậy, ông Lực cho rằng cần nghiên cứu có chính sách thuế bất động sản thứ hai, ba để góp phần giảm đầu cơ, tăng thu ngân sách. Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết từ nay đến năm 2030, xu hướng bất động sản xanh, đô thị thông minh, đa tiện ích kết hợp với hạ tầng đồng bộ, cùng với đó là sự hạn chế nguồn cung đất trung tâm sẽ tạo ra xu hướng phát triển bất động sản ngoại thành, lân cận, từ đó kéo theo phát triển hạ tầng cơ sở. Ngoài ra, xu hướng second home tiếp tục tăng, vấn đề nhà ở xã hội sẽ được quan tâm hơn và dự kiến tiếp tục đưa vào thành mục tiêu chính thức trong chiến lược phát triển nhà ở sắp tới, công nghệ bất động sản sẽ phát triển nhanh. Theo ông Nguyễn Thái Phiên, Giám đốc Tài chính Novaland Group, chiến lược của tập đoàn là M&A để mở rộng quỹ đất, chuẩn bị cho sự phát triển dài hạn. Doanh nghiệp bắt đầu tích lũy quỹ đất từ năm 2005 thông qua các thương vụ mua bán xác nhập dự án của các chủ đầu tư khác. Hiện tại, đại gia địa ốc này đang nắm giữ quỹ đất 700 hectare tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, 700 hectare tại Đồng Nai và hơn 2.000 hectare tại Phan Thiết, Hồ Tràm, nâng tổng quỹ đất sạch lên tới 5.000 hectare. Trước đó, Novaland đã mua lại dự án khu đô thị tại đảo Đại Phước quy mô 45 hectare từ tập đoàn Nam Long, với siêu dự án khu đô thị Aqua City tại xã Long Hưng, Biên Hòa đang triển khai và các dự án vừa thâu tóm được gần đây, Novaland đang trở thành một trong những ông lớn có quỹ đất khủng nhất tại Đồng Nai. Khẩu vị đầu tư của tập đoàn này là sau khi thâu tóm quỹ đất sẽ nhanh chóng triển khai các dự án để cung cấp sản phẩm chất lượng ra thị trường. Đến cuối tháng 9, các dòng sản phẩm chủ lực được đại gia bất động sản này tung ra gồm nhà ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản khu đô thị vệ tinh giáp ranh Sài Gòn như Đồng Nai và bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch. Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Thăng Long, hai hầm chui qua đường Vành Đai 3 dự kiến được xây dựng tại nút giao thông Hoàng Quốc Việt và Cổ Nhuế có tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng. Trước đó, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đề xuất phương án đầu tư hai nút giao thông trên từ nguồn vốn dư của dự án xây dựng cầu cạn đường Vành Đai 3 nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của thủ đô theo quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc. Tại nút giao thông Hoàng Quốc Việt sẽ nghiên cứu phương án bố trí hầm dọc theo đường Hoàng Quốc Việt qua đường Vành Đai 3. Phương án xây dựng bao gồm phần hầm kín dài khoảng 110m, phần hầm hở dài mỗi bên 95m. Thiết kế mới đường Hoàng Quốc Việt kéo dài theo quy mô quy hoạch rộng 50m đến nút giao với đường Trần Vĩ. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án này là hơn 880 tỷ đồng. Với nút giao thông Cổ Nhuế, Ban Quản lý Dự án Thăng Long đề xuất nghiên cứu phương án bố trí hầm dọc theo đường Tây Hồ Tây qua đường Vành Đai 3. Phương án xây dựng bao gồm phần hầm kín dài khoảng 275m, phần hầm hở mỗi bên dài 100m. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án này hơn 1.010 tỷ đồng. Với đề xuất này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tham mưu báo cáo trước ngày 10 tháng 12 năm 2020. Siêu phẩm khách sạn hình cây đàn kìm nằm trong dự án khu du lịch nhà mát được xây dựng trên tổng diện tích hơn 8 hectare. Cụ thể, dự án này gồm khách sạn 5 sao cây đàn kìm, sân vận động đa năng và trường đua chó, khu bungalow nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án có vốn đầu tư hơn 1.091 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn và Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại Dịch vụ Linh Yến Phi làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, công trình khách sạn 5 sao cây đàn kìm với kiến trúc độc đáo, chiếc thuyền chở cây đàn kìm, đây là biểu tượng của Bạc Liêu. Khách sạn được xây dựng 32 tầng với chiều cao là 96,9 m, tổng diện tích sàn hơn 12.000 m². Ngoài các phòng nghỉ lưu trú hạng sang, cao cấp, khách sạn còn có các khu du lịch với công năng nổi như hồ bơi trên cao, trung tâm thương mại, khu cà phê, vũ trường, nhà hàng, dịch vụ spa, casino, đài ngắm thiên văn. Cùng với đó,
khu thể thao và trò chơi trên cạn được xây dựng với diện tích 24.049 m², gồm sân vận động đa năng, khán đài có mái che. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là sân vận động lớn thứ hai của khu vực miền Tây, có quy mô 12.000 chỗ ngồi, đủ tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế, làm trường đua chó hiện đại và tổ chức các trò chơi truyền thống dân gian, các sự kiện lớn. Theo chủ đầu tư, cây đàn kìm là một trong những nhạc cụ dân tộc được Bạc Liêu chọn làm biểu tượng văn hóa của tỉnh. Xuất phát từ ý tưởng này, cộng với Bạc Liêu có nhà hát Ba Nón Lá nên nhà đầu tư chọn cây đàn kìm làm mô hình của khách sạn. Chủ đầu tư cho biết dự kiến cuối năm 2022 sẽ đưa dự án vào hoạt động. Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng tìm hiểu, xây dựng, nghiên cứu, đưa ra giải pháp và cho ra đời dòng bánh lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh IQF cho hàng dùng từ 12 đến 16 tháng. Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng khả năng vận chuyển trên toàn quốc. Giá cạnh tranh so với thị trường. Chất lượng, hương vị độc bộ cho tất cả sản phẩm. Khả năng cung cấp số lượng lớn. Đa dạng sản phẩm và dễ sử dụng. Chúng tôi tự hào tìm được và giữ được hương vị bánh theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trao giải pháp hữu ích đến doanh nghiệp. Kishin, giải pháp hoàn hảo cho khó khăn của bạn. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Long Land. Những ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc là địa chỉ email banbientap@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.